ngon làm sao. Hình như anh có đỏ bên kia kìa. Đúng không? Anh có đỏ. Ăn tam nay là mình nghĩ ăn đúng không? Rồi. Dạ, vẫn dính đầy mồm kìa. Dính gì đâu? Đâu? Rồi mồm anh đặt có gì đâu. Đây nè, dính ở mắt nè. Đúng là đồ ăn tam. Anh có rồi. Bây giờ anh có đi chơi với em không? Có trò gì hay à? Tô màu tranh cát, anh có chơi không? Chơi luôn, sợ gì? Phải quét sạch sẽ để có chỗ chơi các bạn ơi. Tam ơi, em đừng quét được bụi quá rồi. Anh xin mời em vào. Chỗ sáng ngàn thỏ là sao vậy? Đừng quét nữa. Cái gì á? Bụi quá. Cũng sạch rồi đấy. Em thôi, em không quét nữa nha. Rõ ràng ấy, em chuẩn bị ở đây rất nhiều tranh cát mà. Đúng rồi, đây. Ở đây em đã chuẩn bị rất nhiều tranh cát nè. Anh có đỏ với con hiếp chọn đi. Thế không được nhìn hình trước hả Sam? Tất nhiên là không được nhìn hình rồi. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một hình nào đấy. Em một tờ, anh một tờ, con hiếp một tờ. Sau đó thì chúng mình sẽ thi tô tranh cát nha. Wow, nhiều thế này. Chọn đi con hiếp để anh không chọn. Biết chọn cái nào đây. Thôi lấy cái này đi. Anh to khỏe như thế này, anh sẽ chọn siêu nhân người nhện. Siêu nhân người nhện. Siêu nhân người nhện. Hy vọng luôn anh sẽ vào bánh bèo. Còn em sẽ chọn cái ở giữa này đi. Ok. Rồi, bỏ qua xem là cái gì. Hello Kitty. Hello Kitty, wow, quá đẹp mà. Anh là con trai tô thế nào được. Nhưng mà anh đã chọn rồi. Úi ôi, ngược ơi. Lật lại. Máy bay, con của mình luôn. Là gì đây các bạn ơi. Wow, công chúa. Đẹp nhờ. Rồi bây giờ thì chúng mình hãy bắt tay vào thi thôi. Bây giờ thì mình sẽ tô hình của công chúa này y như cái hình mẫu này nha các bạn nhá. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ lấy màu tím trước đi. Rồi, màu tím nè. Uầy. Rồi, màu tím. Đây. Ôi, chưa gì mà đã bị bốc mũi to như thế bạn ơi. Chưa gì cát của mình đã bị đổ. Hay quá, mình có cái tăm này, mình sẽ gọt cái cát của mình vào đây. Đấy. Ôi, mình thông minh quá. Thế là cát của mình được đi vào đây này. Nó không bị trôi ra, nó không bị mất các bạn nha. Rồi. Oh no. Tôi chết rồi, chỉ rơi hết ra quần áo rồi các bạn ơi. Mặc dù mình không thích mèo Hello Kitty lắm, nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng tô đẹp để giành giải nhất nha các bạn nhá. Đây rồi, mình sẽ tô cho cái áo đấy. Màu đỏ trước. Màu đỏ. Anh sẽ cẩn thận đấy, không lại bị rách như em ạ. Không, anh là đỉnh cao chuyên nghiệp rồi Hà Tam ạ. Đấy, đỉnh cao chuyên nghiệp. Rồi. Ui. Đâu, đây. Còn phế áo này nữa, mình bóc luôn để mình tô gạt cái cát này vào đỡ phí. Một công đôi việc. Ôi giời. Được chưa con hiếp? Được rồi. Rồi. Cậu nên nhớ rằng ấy, mỗi người chỉ có một cái túi màu cát này thôi nha. Nếu mà cậu mà dùng hết thì là không có đâu. Ít thế thôi á. Tưởng có nhiều. Nhiều lấy đâu ra. Thế này không biết có đủ không. Màu xanh đã xong mà vẫn còn thừa nhiều quá. Hà Tam, sao em lại hất màu xanh vào mặt của anh? Cái mặt Hello Kitty này phải là màu trắng chứ. Nhìn cái quạt của em này. Anh có đỏ. Nhìn cái gì mà nhìn con hiếp. Em đổ hết mặt vào mặt anh rồi.
Cái mặt màu trắng cơ mà tao lại thành màu xanh, màu hồng thế này, mặt này nhìn nó ghẻ ghẻ. Em xin lỗi nha, em không cố ý đâu. Con nít của hai tao cố ý làm cho tranh của anh xấu đi đúng không? Không phải đâu. Từ nay đến bây giờ ấy, cát của mình ấy, mình cứ xé túi nào ra là bị rách túi đấy các bạn ơi. Thế nên bây giờ mình quyết định là mình xé hết. Mình xé hết, mình để ở đây đắp mỗi mô một màu à, cho nó tiện mà gọn này các bạn ơi, mà lại còn nhanh nữa. Wow, xong rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ lấy màu và tô thôi. Màu gì đây? Màu đỏ, mình có cần màu đỏ đâu. Bay hết màu rồi. Gió to quá các bạn ơi, làm nhanh không bay hết đấy. Các bạn ơi, từ nãy đến giờ mình mới tô được cái cánh với cái thân này. Bây giờ mình quyết định bóc hết ra, tô cho nó nhanh. Tô tranh cát này các bạn cũng phải đòi hỏi ấy, kỹ năng ấy, gọi là cao siêu lắm ấy. Bởi vì cái váy này này các bạn, rất là nhiều chi tiết luôn. Đây này, rất là nhiều chi tiết xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng đủ cả nữa. Thế nên là chỉ cần sơ suất một xíu thôi là có thể màu này lẫn sang màu khác luôn. Công chúa này không biết là công chúa tên là gì nhỉ? Mà công chúa mặc cái váy bảy sắc cầu vồng luôn. Gọi là công chúa bảy sắc cầu vồng đi. Phải gấp rút hoàn thành mới được các bạn ơi. Cái cô công chúa này ấy, thì mái tóc của cô ấy rất là bồng bềnh, màu vàng luôn à, nên là rất dễ tô. Đổ vào đây à, ui, đẹp quá đấy. Đổ vừa thôi, tại vì tóc cô này ấy, dày lắm. Nếu mà mình đổ hết vào một chỗ ấy, sau đó nó dính cục vào một chỗ ấy, thì chỗ còn lại thì không đủ cát các bạn ạ. Hà Sam, cậu không tô đi, còn làm gì ở đấy? Let it go, let it go, let the day, let the day. Wow, công chúa yêu sao? Đấy, cậu biết không? Bởi vì là tớ làm vẽ tranh cát hình một công chúa, thế nên là tớ phải trang bị cho bản thân mình ấy giống một cô công chúa nào đấy, biết chưa? Biết chưa? Hà Sơn, tớ ở bên này mà. Sao cậu cứ sờ lung tung đây? Bên này thôi mà. Bên nào? Thắng. Đây. Không. Chưa thấy. Xin chào các bạn. Mình là công chúa Elsa đây. Ôi trời. Ôi, điệu quá. Quân Íp, em có thấy anh giống công chúa Elsa không? Yeah, em thấy anh giống công chúa yêu ngọt thì có. À, hay là bây giờ anh em mình đi giải lao một tí đi, tí nó quay lại tô tiếp. Đi luôn à Sam, nhưng mà đi đâu mới được? Chơi nhảy dây đi, em sẽ làm công chúa Elsa nhảy dây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, vẫn dây nhảy rồi. Ui, con ốc bé tẹo cho teo này bắt làm gì? Thôi thả cho nó sống. Đấy. Ui, con nít đang phải ra lấy dây các bạn ạ. Tại vì ai bảo là cậu ấy vứt ra tận như thế chứ. À, con rắn kia. Đâu, rắn đâu. Đây. Mình sẽ nhận xét bài của con Hip. Đây
đây là hình ảnh của một chiếc máy bay trực thăng. Thế mà mình nhìn thế nào nó lại giống con tắc kè hoa không phải. Úi dồi ôi, cái cánh quạt của nó màu đỏ mà ở trong này rất nhiều màu luôn, như là kiểu như là bảy sắc cầu vồng ấy. Quân em à, cậu bị cuồng bảy sắc cầu vồng hay sao? Hả, tớ hỏi Hà Sam, lúc máy bay nó bay cậu có nhìn thấy cánh quạt nó màu gì không? Ừ nhỉ, đúng rồi, không nhìn thấy màu gì. Đến đây là nó quay 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 nên là chóng mặt quá các bạn ạ. Nhưng mà anh vẫn nhìn thấy màu đỏ kìa. À đúng rồi, phải vẽ cái mẫu là màu đỏ chứ. Mới lại ấy, nhìn cái con này nó giống cái con cá mập. Cá mập đúng. Tại vì rồi, có cả mắt đây này đúng không? Mắt màu xanh giống cá mập này các bạn ơi. Nhưng mà Quân Hiếp ơi, tớ phải khẳng định một điều ấy là ấy, cậu không biết màu nào ra màu nào đúng không? Bởi vì nhá, cái chỗ nó cần tô màu vàng thì cậu tô màu cam, chỗ cần tô màu tím thì cậu tô màu vàng, chỗ cần tô màu tím ở đây thì cậu tô màu xanh, mà chỗ cần tô màu cam thì cậu lại tô màu đen. Ui giời, tớ thích những màu đấy, tớ tô theo sở thích của tớ thôi. Mà bài của tớ được 10 điểm chứ Hà Sam? 1 điểm chấm hết. Hà Sam chấm điểm rõ là khắt khe ở đâu ạ? Bài mình đẹp thế mà cho được có 1 điểm. Xem bài của anh gấu đỏ nào. Con gì đây các bạn ơi? Cười cái gì mà cười? Con này là con mèo Hello Kitty. Mèo Hello Kitty á? Bài này theo em chắc là được 0,5 điểm thôi, không được 1 điểm đâu. Nhìn mặt nó nhem nhuốc cái này, này còn sau anh này tô màu trắng vào đây. Thế mèo nó màu trắng à? Mặt nó màu trắng đây, anh phải vẽ y như bản chính nhá. Y như bản chính. Thôi, em chấm điểm luôn đi, em đừng nhận xét các bài của anh đẹp, em nhận xét cái này nhiều quá, mất giá trị. Bài này thôi, châm trước cho anh là được 1 điểm. Thế thôi. Gần 1 điểm, mình nghĩ bài này phải cộng thêm 9 điểm nên là 10 điểm mới đúng. Thôi, để anh nhận xét bài của Hà Sam nhá. Ơi các bạn ơi, bài này là công chúa, này là công chúa... Công chúa nhem nhuốc à? Công chúa nhem nhuốc. Vào để xem nào. Ai nhỉ? Đẹp. Màu á, bản tô màu y như bản vẽ các bạn ạ. Đấy, màu nào ra màu đấy luôn, rất là chuẩn màu. Có vẻ đẹp đấy. Màu thanh đỏ tím vàng này, cũng thanh đỏ tím vàng luôn, chuẩn. Bài này thì đẹp đấy. Bản này giống hệt bản chính. Giống quá thể như này thì chỉ không 15 điểm luôn. Vô lý, quá là vô lý. Người ta ai phải tô y như bản gốc này chứ. Đây ấy, tự nhiên tô màu linh ta linh tinh, xấu ơi là xấu. Cứ nhận mình được 1 điểm. Con người đã vẽ đẹp như thế này cho hẳn 0,5. Được rồi, mình không thể nào chấp nhận được cái kết quả này các bạn nhá. Nhờ tất cả các bạn ấy hãy chấm điểm dùm Hà Sam nhá. Yeah. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã kết thúc đại hội tô tranh cát rồi. Và đây chính là tác phẩm của Hà Sam. Đây là của gấu đỏ. Và đây là của Quân Hiếu các bạn ơi. Các bạn ơi, tuy nhiên thì chúng mình ấy chấm điểm cho nhau ấy thì chưa được gọi là đúng lắm các bạn ơi. Thế nên ấy, tất cả nhờ vào các bạn nha. Các bạn hãy chấm điểm cho Hà Sam và anh gấu đỏ và Quân Hiếu để xem ai là người vẽ đẹp nhất, tô đẹp nhất và là người chiến thắng các bạn nha. Mình nha, mình.